sẽ làm món pate gan heo nha. Và Yến sẽ giới thiệu sơ qua các nguyên liệu mình cần chuẩn bị ha. Một miếng thịt mỡ heo, hai ổ bánh mì. Đây là thịt heo mà mình mua cái loại ba rọi ha. Gan heo, hai bịch sữa tươi, một củ hành tây, ba quả trứng, bơ và hành tỏi ha. Mình cắt như thế này để mình ngâm cho cái máu ở trong gan heo nó sẽ sạch và gan nó không có bị tanh nữa đó. Sau khi cắt gan xong thì giờ ngoài đổ sữa tươi không đường vào trong gan nhé. Mình ngâm như thế này khoảng 1 tiếng cho đến nửa tiếng để cho gan nó ra máu hết đi ha. Cái thịt này là Yến sẽ đem đi xay á, cho nên mình cũng không cần phải xắt nhỏ đâu. Mình chỉ cần cắt một lớp mỏng như thế này thôi là được nha. Tại vì mình chỉ để lót thôi á. Ngoài cắt bánh mì để mình bỏ vào pate nha. Hai ổ bánh mì thì Yến bỏ vào trong này ba quả trứng gà nha. Cái này cả nhà dùng sữa tươi hoặc là nước lọc thì cũng được hết đó nha. Giờ là mình để bánh mì cho nó thấm hết sữa tươi cho nó mềm bánh mì ra nha. Ngoài giờ đem thịt đi xay ha. Nãy giờ sơ chế mấy nguyên liệu kia xong là chắc cũng cầm gần tiếng đồng hồ luôn á. Bây giờ là mình đem đi rửa gan ha. Cái này là bơ tường an á. Giờ ngoài cho hành tỏi vào. Giờ là mình cho hành tây vào. Giờ mình cho gan sau khi đã rửa sạch vào nha. Mình cho vào đây một ít ngũ vị hương, đường cát, aji ngon, một ít nước mắm, một ít tiêu. Cái gan này thì mình chỉ cần xào sơ như thế này thôi nha. Chín sơ sơ là được. Giờ mình bỏ bơ để mình xào thịt ha. Mình cũng bỏ hành vô, giống như mình xào gan vậy thôi ha. Giờ mình cho thịt vào. Thịt đem gia vị giống như lúc nãy xào gan vậy ha. Sau khi tất cả các nguyên liệu nó còn hơi ấm ấm á, thì giờ ngoài sẽ đem đi trộn lại ha. Bánh mì lúc nãy mình ngâm với sữa với trứng gà đó. Mình đem đi đảo đều lên nhé. Giờ là ngoài đem đi xay nhé. Đây cả nhà, xay nó hơi nhuyễn nhuyễn như thế này là được nha. Ngoài đang còn quét một ít bơ vào trong cái khay, mình sẽ đem đi hâm ha. Để cho thứ nhất là mình dễ lấy, thứ hai là nó thơm và nó béo á. Tép một lớp thịt mỡ ở dưới cái khay để cho pate nó béo ha. Mình đừng có múc đầy cái khay luôn nha, tại lát nữa mình hâm á, nó còn nở lên nữa. Nhưng mà cũng xếp một lớp thịt mỡ lên trên nữa ha. Làm cái pate này lâu quá cả nhà ơi. Ai mà không có nắp á, thì mình có thể quấn giấy bạc hoặc là màng bọc thực phẩm lại cũng được nha. Rồi, bây giờ là ngoài bỏ vào cái nồi đem đi hông ha. Do cái nồi hông của Yến á, đẩy cái nắp nó không có kín, cho nên Yến bọc một lớp giấy bạc ở trên để cho nó kín, nó giữ lại hơi á. Giờ mình đẩy nắp vuông lại và hông như vậy trong khoảng 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nha. Nãy giờ Yến hông là 2 tiếng đồng hồ luôn đó cả nhà, chứ không phải 1 tiếng rưỡi đâu. Nghe cái mùi thơm này. Giờ là hơi nóng cho nên Yến sẽ nhờ anh Lợi lấy ra ha. Nấu cho cạn nước luôn này cả nhà. Đây, mở pate ra cái mùi thơm nó bốc lên luôn đó nha. Mình không lâu được như thế này thì cái pate nó sẽ mềm và nó béo hơn ha. Giờ anh Lợi cắt thử này. Ở nhà nhìn xem cái pate này. Nó mềm lắm đó nha. Cắt lên một cái là nghe mùi thơm khói bốc lên nghi ngút luôn á. Pate hôm qua Yến với mẹ làm hôm qua, tối hôm qua thì Yến làm, thì để một đêm trong tủ lạnh thì nó mới cứng lên được như thế này ha. Mình làm ăn liền cũng được, ăn liền thì nó mềm, còn mình bỏ vào tủ lạnh thì nó cứng hơn á. Làm pate là chủ yếu là để ăn với bánh mì. Này thì ăn bánh mì.
thịt heo nướng, chả với là dưa leo, hành lá, ngò. Cái này là rau chua, đồ chua á ha. Heo là muối tiêu, hay ăn bánh mì á, với lại là nước tương. Bánh mì mới mua về đây, gọc nó ra ha. Đây, như ở ngoài thì họ gọc ít chứ còn như của nhà mình ngoài chẻ sâu vô đó, chẻ cho hết cái ổ bánh mì luôn đi. Không phải là nói cái gì chứ nhiều khi cũng tùy chỗ nha, có một số chỗ á gọc có nửa ổ bánh mì thôi, cái ăn cái khúc này nó không có một cái gì luôn á. Quét nhiều vô ạ, tại vì pate mình làm cũng lạt á, cho nên mình đây, nguyên một ổ. Rồi bỏ thịt đi, bỏ dưa leo trước luôn. Đây. Nhà làm được thì ăn xỉn là xỉn, lấy đũa khó quá. Chơi luôn. Đó. Rồi. Chả. Được chưa? Chả. Ngoài bỏ mình. Ngoài làm ngoài lắm. Ôi. Thịt nướng ngoài nướng ngon quá à. Thành nó Thành. của nhà. Đây. Thành của nhà rồi. Thành lá. Rồi rồi xong rồi, mẹ bánh mì của con là khỏi kẹp lại rồi. Chết rồi. Ngoài xịt nước tương hay là ấy? Chính là muối tiêu. Đâu rồi, xoay lại. Đây, muối tiêu, rắc chút muối tiêu vô. Ồ, quên có tương ớt rồi. Đó. Thôi. Có đã làm xong cái Tương ớt là ngoài phải quét đầu tiên xong rồi mới quét ấy là vô được chứ. À. Đây, đến khỏi tương ớt luôn, giờ nó đầy quá rồi. Tương ớt thì nữa hết ở đây cả nhà. Cô nhà làm ăn phải đây, hai mẹ con hai ổ này cho bá lửa luôn. Rồi em mời cả nhà nha. mời cả nhà nha. Nó làm bánh mì pate cho tính ra hết một ngày nguyên luôn đó, chiều hôm qua với là buổi sáng hôm nay. Cái hành này này cả nhà, hai mẹ con cũng thích giống như người ta ngồi tỉa tỉa nó lâu ơi là lâu luôn. Đây, em mời cả nhà nha. Nhưng ngoài để làm bạn nó thì làm vậy. Ngon. Tuyệt vời đúng không ạ? Chất lượng mình làm mới được cái to chẳng hả. Ngon. Thế vậy này vậy này ngon ăn nó cho ngon. Cái này thì cũng có bỏ thêm chút muối nữa nha. Cái này là cả nhà ngâm đường, giấm, muối. Ngon. Cho nó vừa vừa cái trứng ngon. Thì thịt heo ở ngoài lúc xong rồi mình bảy nhỏ giờ ăn rồi đi nó đà lên nó vừa kể cái chuyện Yến thì Yến ăn ở Sài Gòn quen rồi, là cái chả nè họ ăn thêm cả cái mình gọi là gì quên mất rồi, người ta coi là chả phải chả lụa mà cái gì mà tình ta đỏ ngoài lúc nãy mình vô trong Vinmart họ nói là thịt nguội đúng rồi, cái thịt nguội mà Yến thì không nhớ tên, Yến cứ coi thịt thịt thương khó hay thịt gì á, người ta thì không biết, đi tìm nguyên cả cái chợ không có đâu hết, và vô Vinmart cũng có, vô cái chỗ chỗ bán giò chả nó cũng không có, đi lâu lâu cứ nó giờ không biết ăn với kẹp với cái gì, cái ngoại nói sao không làm thịt nướng lên vô cũng được. Nó ngoài gì là đó bỏ thịt khéo lên đây là tây đây là cà lùa cà sống trời luôn. Sao mẹ bỏ cho người cảnh một chút chứ đâu phải bỏ nhiêu cho nó ăn đi ngoài thử, ăn được thử như là họ mua thì họ cũng phát tính tiền lời tiền mặt bằng tiền công họ bỏ ra nó là điều đương nhiên rồi. Ngoài làm ăn nó không phải cái chúa không sống được nào. Ngon.
Ngoài hành lâm đầu tiên là làm không? Ngoài làm Ngọc. Ngoài đi ăn, ngoài thấy họ làm, họ làm những thứ này về là ngoài làm được hết. Đến cái sự tích làm này cho mà hai mẹ con muốn cãi lộn luôn. Ngoài xem video rồi có nghĩa là chưa biết làm á, là mình vô YouTube mình coi họ làm. Rồi mỗi người thì làm một cách nó cũng hơi khác nhau một chút xíu. Thế cho ngồi coi cũng hai ba người á, thì cái ngoài lớn tuổi này con ngoài lớn rồi luôn tung tè từ cái người này qua cái người kia. Mà mình nói một đường ngoại nhớ một nẻo. Hai mẹ con cái bước tiếp theo là mẹ hai mẹ con cứ bất đồng quan ý là tại nhau. Ý của mẹ là làm như thế này còn nếu không không cần mình bỏ cái bước của bà kia đi mình lấy cái bước của cái chị này đắp vô chị kia. Mẹ để nói với mẹ bữa sau mà làm con chỉ cho mẹ coi một đúng cái video làm đúng cái video đó thôi. Còn cái khổ thiệt á cái hành tỏi Yến nói với cả nhà mẹ là một hai cứ nói với Yến nó làm sao hành tỏi mẹ thấy người ta xay người ta không có bầm. Yến kêu là mình không có cái cối xay thì mình bầm cũng được, mình kiểu như đập dập ra xong mình bầm hơi nhỏ nhỏ ra chút. Mẹ cứ không, tao thấy họ xay. Tao thấy họ xay rồi học trộn vô chung với cái này thì em kêu là họ không có cái đồ xay, mình không có đồ xay thì mình mẹ đập dập mẹ bầm cho nó cũng giống nhau thôi. Mẹ thì không nghĩ là như vậy, cứ một hai là phải xay. Xong rồi có một video là họ không có lấy cái bã hành tỏi mà chỉ lấy cái nước phi thôi, lấy cái nước phi hành tỏi xong để mà xào thịt với là xào gan thôi. Yến kêu là không, mình lát nữa gan là mình bỏ chung vô, mình xay một lần nữa cho nên ngoài cứ đập to tỏi rồi ngoài bỏ vô luôn cũng được, không sao hết. Ngoài là cứ kêu không, tao thấy họ không có lấy tỏi, họ không có lấy tỏi lấy hành, họ bớt, họ đổ vô cái khay họ lọc đi. Mình kêu là không sao, ngoài cứ bỏ vô, ngoài làm đi. Mà hai mẹ con có hai cái đó thôi đâu. Bây giờ rút kinh nghiệm rồi, mẹ là bữa sau là chỉ cho coi đúng một video thôi, làm đúng cái video đó. Mẹ cũng nói với mẹ mình coi nhưng mà nhà mình nó có cái gì hoặc nó phù hợp thì mình làm, mình không có nhất thiết phải làm giống như họ, đó là cái ý kiến để cho mình tham khảo thôi. Còn các bước cái truyền tự mình không cần như này ngoài thì cái ba ngoài làm thật nói cũng như vậy. Cái những cái ta cái mọi khác cái ngoài làm thì nó không biết là cho ngoài chứ ngoài chỉ là đi ăn cái bỏ chứ là ngoài biết nó thôi. Mà do những cho ngoài coi nhiều video á cho mà ngoài lẫn lộn lung tung phèo hết. Cũng nhớ là phải xay phải sao. Nhưng mà cấp bước không nhớ với mình. Tại có người thì họ xay gan sống luôn. Họ gan đang còn sống thì họ xay sống gan lên xong họ xay thịt xay sống vậy lên rồi mới xào. Còn có người thì họ xào chín sơ sơ lên xong rồi họ mới xay. Thì ý của Yến là Yến cũng thích cũng xào sơ lên rồi xay. Tại vì khi mà cả nhà xay sống lên xong cả nhà xào lên á là nó vẫn cụm nó hơi to. Là cả nhà vẫn phải xay lại một lần sơ sơ nữa mà. Lỡ mà mình bấm hơi lâu tay chút xíu thôi là nó nhuyễn luôn. Tại Yến thì không có thích ăn cho thịt nhuyễn mà thích ăn nó hơi như thế này này ha. Nó không có nó đỡ ngán hơn. Cho nên thích xào lên rồi mới xay. Ngon đúng không ạ? Ngày Yến thấy không phải chỉ ăn với bánh mì đâu, ăn với cơm cũng được đó. Tại mình nấu vị nó cũng vừa. Múc một muỗng to ăn với cơm mà nó cũng béo mà vừa miệng lắm. Ngon luôn. Ăn mà ủ là no. Tại mình bỏ nhiều thứ á, bỏ nhiều quá. Thì còn bỏ ít lạc ớt nữa cho nó ngoài ớt ăn cay ngoài. Yến xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu ra xem video của Yến nha. Yến hy vọng rằng là những video sau của Yến cũng sẽ được cả nhà đón xem nha. Yến và bà ngoại xin chào và tạm biệt cả nhà.